Hồ Hồ Nguyễn Xuân Tú, Hồ Hồ Nguyễn Anh Tư, cuối cùng chúng ta gặp lại nhau, hãy quyết chiến một trận sinh tử nào. Người cũng to gào lắm, đây là cuộc chiến của chúng ta, hãy chiến nào, chiến. Mình đã thua nó thật rồi sao? Kiếm thuật của mình mạnh vậy mà, tại sao mình có thể thua được chứ? Tại sao? Ai nói đây? Người đã bị thua cuộc trong cuộc chiến vừa rồi và người đang trong tình trạng hôn mê sâu. Nếu người muốn sống tiếp, ta sẽ cho người một cơ hội, đó chính là hoàn thành xuất sắc trách nhiệm trong câu chuyện đám sám đi săn bắt nữ thần mặt trời. Người hiểu chưa? Tại sao chứ? Tại sao mình lại phải tham gia một câu chuyện hoang đường như thế được? Mình không muốn đâu. Mình muốn được sống. Ôi không, mình phải tham gia thôi. Sau đây là phần giới thiệu nhân vật của tổ 2. Ôi. Doing the things that I never would know. Treat me like what G's. Don't get me dirty. Love, love, love on me. Love, love, love on me. Các con trải chiếu cho Diêm của ta ngồi nào. Các Diêm vào uống nước nào. Đâu hết rồi. Các Diêm vào uống nước nào. Ok Diêm ơi. Lâu ngày cũng đến nhà cửa khác hẳn đấy nhỉ? Tạm tạm thử chứ. Mất mẹ con. Dạo này Diêm khỏe không nhỉ? Tạm. Thế á? Cái con cái dạo này sao? Ôi, chuyện nó nghịch lắm. Trời từng ngày. Có thế á? Không khác gì con tôi rồi. Chán thế đấy. Được. Ok, đi uống đi. Nước còn thay chứ. Ở riêng, rượu tôi đã cột, cà tôi đã đốt, và cơm tôi đã dọn trong mâm đồng chú thay. Xin mời riêng đến ăn. Xin hỏi riêng đến nay, có những hôm nay đến việc việc gì? Phải chăng có kẻ đến đánh riêng tại nhà hay sao? Không phải thế đâu riêng ơi. Tôi đến đây cũng chẳng vì chuyện này, cũng không vì việc nọ. Tôi muốn đến rủ riêng, muốn cùng riêng đắp mặt bàn, muốn xem chúng ta có thể cùng nhau đi bắt nữ thần mặt trời. Riêng thấy thế có được hay không? Ấy chết riêng ơi, rừng này nhiều cọp, đường này nhiều rắn, không ai dám vào bắt nữ thần mặt trời được đâu. Đường người ta đi hái cà còn chê giống lớn, đường đi hái ớt người ta còn chê giống nhỏ, đường đi chết đằng người lớn, nhà giàu đi chết đằng nhà giàu, tướng chết đường tướng. Có ai có gan đâu mà đi bắt nữ thần mặt trời làm gì?
người dũng tướng chắc chết 10 người dũng tướng vẫn không lùi bước, há nào cũng không vào đó được sao? Riêng không đi tôi cũng mặc kệ riêng, tôi mang theo thằng này đến đây xin phép được gửi lại. Tôi nếu riêng không đi tôi xin phép được đi một mình để xem tế giác cùng beo có chết được dưới mũi gươm mạnh giá của tôi được như thế này không. Rắn rết bọ cạp tôi không mặc kệ. Trước khi tạm biệt Diêm, tôi có một món quà dành tặng cho Diêm đây. Wow, xin giới thiệu với Diêm, đây là chiếc áo unisex form rộng và cotton thấm mồ hôi, mùa đông mặc lạnh, mùa hè mặc thì nóng, nó thích hợp với những người mạnh mẽ và cường tráng như Diêm. Thưa Diêm, đây là hàng cực phẩm thuộc hàng SSS thủ ạ, tặng một tốc chạy, một tấn công và cả một phòng thủ. Hãy để cho con tôi mặc nó cho Diêm. Wow, chiếc áo thật là đẹp. Wow, chiếc áo thật là đẹp. Bruh. Wow. Tại sao Diêm lại có thể có một bộ giáp đẹp như thế này? Wow, rất hợp với Diêm. Đúng vậy, tôi rất thích. Tại sao chứ? Thế này thì nữ thần mặt trời không là gì xấu với tôi cả. Đúng vậy. Diêm hãy cứ yên tâm, tôi phải đi rồi. Tạm biệt Diêm nhé. Tạm biệt. Tôi xin phép Diêm giữ thằng này ở lại. Bởi vì tôi đi thì sợ nó nguy hiểm. Mặc cho đường có xa, trời có rét thì tôi vẫn không thể mang thằng này đi được. Bởi vì tôi rất là thương nó. Đây là bạn chí cốt của tôi từ hồi nhỏ. Riêng hãy giữ cẩn thận nhé. Tôi cảm ơn Riêng rất nhiều. Thôi cũng là đến lúc tôi phải đi rồi. Mọi người ở lại bảo trọng nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Phải bảo trọng. Ô, đây là kiếm của tôi thật sao? Đúng kiếm rồi này ạ. Thật là đẹp. Tôi cảm thấy tôi có thể cân được 10 nữ thần mặt trời. Đúng vậy. Đúng vậy. Hoàn toàn có thể. Mọi người hãy yên tâm nhé. Tôi đi đây. Cẩn thận đời. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt. Thế là đâm chân ra đi, chàng đi hết rừng rậm đến núi xanh, cỏ tranh xé tay, gai mây đâm chân, không màng ăn uống. Chàng đi, đi mãi, dùng núi quạnh hiu, vắng như không, không như vắng. Nhưng rồi chàng cũng đến được bãi thả trâu bò, rồi bãi thả diều làng ông Du, ông Diêu. Chàng liền đến bờ rào làng xem, thì thấy dưới răng dây đồng, trên răng dây sắt. Cảnh làng người anh giữ mặt trời, người em giữ mặt trăng, quả là đẹp thật. Chỗ anh em họ là một cánh núi, ngăn một dòng nước đục chảy cho đến nơi đất sát với trời. Chàng đi đến nhà cô gái không chồng, nàng hê khung của chàng Y Du. Nàng thì đã vào giữa mặt trăng, còn chàng thì đã vào giữa mặt trời. Ở đây sấm nổ ầm ầm, mưa đổ ào ào, tiếng gió ngựa ngày đêm như được. Wow, cuối cùng cũng đến nơi. Con ngựa kia, do nói quá, mình đã ăn thịt rồi. Bây giờ phải đi con ngựa con thế này, mãi mới đến nơi. Nhà nữ thần đấy sao? Nữ thần, ngươi hãy đợi đấy. Chàng sẽ đến để cướp lấy trái tim của thần đây. Wow, nhà nữ thần đấy sao? Ngôi nhà này thật là tuyệt đẹp. Wow, nữ thần đâu rồi? Nữ thần ơi, nữ thần ơi. Như lời đồn, nhà nữ thần thật là đẹp. Wow, không biết nữ thần đang ở đâu đây. Ai? Các con, khách nào ở ngoài ấy? Dạ thưa bà, ngoài kia khách chúng con không được quen. Trên người hắn mặc bộ áo giáp sắt, lụa nhung cấp SSS, lông chân trải như lông đầu. Trên thế gian không ai được như hắn. Để ta đi thay váy rồi cảm ơn.
Ôi chú choa mã ơi, nàng ở đâu mà đẹp thế? Sao nàng tròn thế? Nàng hãy vào đây, tôi có chuyện để nói với nàng. Ôi ơi, nàng đến rồi sao? Hỡi người con của Trần Thế, ngươi muốn gì? Vâng, tôi đã đến đây, tôi muốn có người nấu canh cho tôi ăn, chỉ khổ áo cho tôi mà. Thế phải chăng, ngươi còn là lưỡi dao chưa tra cán, còn là cái chốt chưa có lâu cài, là gái còn nói không, trai còn nói dỗi? Tôi là lưỡi dao đã ngươi cán, lưỡi giáo đã có tay cầm, dưới trần gian, trai gái nào mà chả có đôi lứa. Thế sao bây giờ đằng lưng ngươi còn người ưng, đằng bụng người còn nói cười cười với người khác, ngươi nghĩ gì vậy? Tôi muốn có vợ lẽ thứ hai, muốn cả ba vợ tôi đều là những nàng tiên xinh đẹp nhất thế gian này. Tôi muốn nàng xuống trần gian làm duê, làm em gai, làm chị, làm em với hơ nhị, hơ bởi nhị. Sao ta lại đi, ông trời đã định quê hương đất tổ mặt trời, mặt trăng là nơi cuối đất chân trời này rồi cơ mà. Nàng dù không đi thì tôi cũng đã rẽ đất đến đầu gối, lôi bùn đến ngang hông, đem đất đem bùn đến nhà nàng rồi. Nhưng nếu ta đi thì lợn gà sẽ chết, ọp tê giác ngựa trâu sẽ chết hết, tất cả người Lào vì hết đất làm rẫy, chết cả người Ede Ega vì không còn nước uống, chết cả gầm ghi cu xanh vì không còn trái ăn. Nếu ta đi, trong rừng sẽ tuyệt diệt, cây trên rú sẽ chết khô, lau lách sẽ ngừng đâm chồi, có cây sẽ tàn lụi, đất đai sẽ nứt nẻ, sông suối sẽ cạn khô. Thôi người hãy đi lấy gùi nước về đi, ta sắp ra đi đây. Tôi không về với cây xa xác vắt dẫy, tôi làm rạch dừng tôi đi. Tôi đã giết tê giác trong thung lũng, giết cọt beo trên khe núi, giết kền kền qua giữ trên cây, chém ma thiêng quỷ khắp trên đường đi. Tôi thương nàng ra giết, lòng tôi không nguôi, vì vậy tôi đến đây muốn nói với nàng, muốn cùng nàng nên chữ vợ chồng. Có lấy được nàng thì tôi mới về. Từ cái sàn sân này người hãy về đi, người hãy đi khỏi cái nhà này đi. Ta là con của thần trời, dù ngươi mới chỉ được làm ăn cơm tắm nước lã, hương nghệ chiêu vương cũng đành vậy. Tôi nghĩ tôi thương nàng, hỡi hình con của thần trời, nhưng cho đến bây giờ đằng lưng nàng đã không ưng, đằng bụng nàng cũng không ưa, cả tiếng nói tiếng cười với tôi nàng cũng không tiếc. Tôi đành quay về căn nhà cũ của tôi đây. Tôi quay về làm thịt trâu thịt bò của tôi vậy. Ấy, người đừng ra về vội, ta ra đi bây giờ đây, người chết mất thôi. Sống được chết đành, tôi về đây. Thế là đăm săn ra về, chàng nhảy lên ngựa ra đi. Lúc này mặt trời mới ló lên ở đầu núi, ngựa của đăm săn vẫn còn kiệu được. Khi ngựa đến giữa rừng đen thì mặt trời đã lên cao, ngựa bắt đầu bị dính ở chân. Mặt trời lên cao nữa, khi nó chấm ngang cây xà dọc phía đông thì đất loãng ra. Tuy nhiên ngựa vẫn còn chạy được, nó tiếp tục chạy nhưng lún dần, cho đến khi bị dính ngang đầu gối. Khi mặt trời lên quá cây xà dọc phía đông, ngựa đã lún đến sát bẹp. Nhưng nó vẫn ráng bước tới, cho đến khi mặt trời đứng bóng thì ngựa không tài nào bước được nữa. Nó bị sập đến ngang lưng, đến mức cả ngựa, cả đăm săn đều chìm xuống. Sau một hồi vùng vẫy và kháng cự, cuối cùng đăm săn đã ra đi, bởi vì một phần là do ông thiếu nước, một phần là do ông đã đói bao nhiêu ngày qua. Nhưng cũng thật may mắn cho ông rằng ông chết ngay gần tại nhà đăm Bravey và Tăng Măng đang ở. Bên cạnh đó đã có chú chuồn chuồn và bươm bướm đã bắt gặp tình trạng của đăm săn lúc bấy giờ. Nhưng thật không may, hai con vật kia không tài nào mà cứu được ông. Hai con vật kia biết nhà đăm Bravey, vì thế hai con vật ấy đã chạy lại và báo tin cho ông Bravey biết rằng người bạn của ông ấy đã bị chết ngay gần đó. Ôi các ngài ơi, có chuyện gì vậy? Tôi là chuồn chuồn, còn đây là bông bướm. Nãy là ở dưới kia, tôi có gặp một người đang nằm trong một vũng bùn. Tôi nghi ngờ đó là hai người quen của hai ngài. Ngài ấy mang một áo giáp sắt cưỡi lên con ngựa và hình như ngã xuống vũng bùn, hình như đã chết. Không thể nào. Đập sân, no! No!
Nam Sơn. Đừng quá buồn, đừng quá. Đây là ai? Tôi là đâu? Ngươi đã tỉnh dậy rồi sao? Lại ngươi à? Ngươi biết tại sao ngươi lại tỉnh dậy không? Tại sao chứ? Sau trận chiến đó, ta thấy tiếc thương cho một tài năng trẻ, nên ta đã đi rất nhiều nơi để tìm cách cứu sống cho ngươi, và cuối cùng ngươi đã tỉnh lại. Thật vậy sao? Lần trước tao thua, nhưng không có nghĩa là lần sau tao thắng. Vậy sao? Vậy ngươi hãy cố gắng luyện tập, lần sau chúng ta sẽ quyết chiến tiếp. Ok, hãy luyện tập nào. Every touch, every kiss, I swear.